Sau đây là kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 9. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 6, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2577, 6018, 3090. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7384. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05968, 23324, 01261, 45513, 90511, 01711, 43711. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50037, 22652. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 54961. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08226. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 981141. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 981141.